Hôm nay Thiên Vinox về lại trường đại học Thiên Nguyên đỡ học lớp này sau 15 năm ra trường. Bắt đầu Thiên Vinox vào lại trường chính tại năm 67 Lê Duẩn nha mọi người. Bắt đầu bước vào cổng này. Và trước mặt mình đó là lớp I love you đẹp cái gì đó. Và tôi đi làm như thế này. Còn xe trên kia là cái giảng đường 2 ngày xưa mình học rồi. Và bây giờ thay lên bây giờ mình sẽ đi vào cái công viên này. Công viên lớp mình đang chụp hình nơi trong kia. Sau 15 năm quay về trường nữa, không thay đổi rất là nhiều. Giảng đường 2 kia là bây giờ khác rồi. Các bạn có thể học ban, các thầy cô được ban trưởng phòng. Còn cái giảng đường 2 ngày xưa kia vẫn còn nha mọi người. Đó, nó vẫn còn đó. Cái lớp mình học ở góc kia. Sang cái giảng đường 2 thì chúng ta thấy bên kia là giảng đường 8 này. Giảng đường 8 thì nó xây xong cái giảng đường 2 thì giảng đường 8 lớp mình cũng qua bên kia học này. Đó. Còn trước mặt mình kia là bây giờ mình đang đi ra là cái ta gọi là cái thư viện của thứ đó, ngày xưa dùng viên ra cứu quyển sách đọc các loại. Còn mình đang đi là cái công viên trước và cái hạt cây dầu đấy là bao nhiêu năm là nha mọi người, trong từ năm 1977 thành lập trường tới giờ này. Cái ATM chi nhánh ngân hàng Agribank ở kia vẫn còn từ năm 2004 bây giờ còn. Đây giảng đường sư phạm, giảng đường 8 của mình đây. Trước mặt mình là các bạn mình đang chụp hình này hả, đang chụp video. Chào bạn thôi, 15 năm ngày phải đi 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 mà chẳng nói là đi gì cả, im lặng im phăng phắc đi lâu ngày hè trong con gái như thấy mùi nước còn quên được. Anh tính ra tí cho nó có. Đây, giờ đi lấy chụp hình cho mấy bạn không? Kinh Nhi ơi, cái chuyện xem chưa chụp hình nha. Quay lên quay à? Mà. Này các cậu ơi, xếp hình với thầy, chụp với thầy nha. Ôi đây đi mọi người. Đây. Trời Đông Ba là chỉ có mặc quần này lên lớp luôn mà đâu có quần dài đâu Thảo. Hả? Ê Phan Lan. Bán hồi hộp như xưa không dám tới. Thôi mà không muốn không ép. Đây, lên hình nha, lên hình đi nha mọi người. Giảng đường 2 mình xưa mình học nha mọi người. Nơi mình đứng đây thường thường là có một cái hàng cây sứ nhưng mà người ta đã tháo đi rồi. Giảng đường 2 các phòng học ngày xưa. Hình như nó xây dài ra thêm hay sao chứ gì? Không có còn thế à? Thế mình lâu quá không về lại thì thấy nó dài quá. Còn đây là giảng đường, đây là giảng đường. Cái đây là giảng đường hay là phòng gì nhỉ? Một xây cao quá. Một lầu, hai lầu, ba lầu, bốn lầu, năm lầu, sáu lầu, bảy lầu, tám lầu. Tám lầu luôn nha.
cho cùng với mình và Hoàng Mai không bị chết nha, mà mình bị chết 100 lần. Quá đẹp. Phải hát cái bài là hôm nay trở về thăm trường cũ này, nhiều nét đổi thay trường cũ xa mờ. Xuống này làm một dòng lớp mình đã. Đây các bạn đang đứng chụp hình rồi. Còn đất không? Còn nhớ, còn lóc liên tục bây giờ. Chiến hữu đây, 15 năm gặp lại đây. À, cái đàn của tôi bán cái mày còn này còn Quỳnh? Còn không? Còn kỷ niệm không? Tiến hành đi vào giảng đường và đi vào lớp nữa. Chiến hữu của ngày xưa này, chở mình đi từng tập, hai anh em đi cả tháng trời nha. Tên là Quỳnh Nhi Ê, không quên được. Đây, bác và bảo vệ ngồi. Trước mặt chúng ta là Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Tây Nguyên. Sẽ gặp rồi, các bạn đang chụp hình. Chào anh em nha, hôm nay gặp lại chiến hữu sau 15 năm rồi. Hello. Đó, quay sau nhìn em. Quay hết rồi này. Lập trưởng lớp mình nha. Năm. Đây, cho hai ký gửi tí YouTube mấy giây ghi nhớ cái khoảnh khắc này nha. Đây, đây. Mình cho nó linh động tí hình ảnh rồi. Này, mấy anh em đang rộn ràng chuẩn bị chụp này. Chúng ta thấy phía trên là Trường Đại học Tây Nguyên này. Ở đây là ấy nè. Đây nha, TV Vlog đang chụp với bạn mình phía sau nha mọi người nè. Chúng ta thấy là University nè. Ôi, Trường Đại học Tây Nguyên đúng không? Rồi, xin chào nha. Lấy luôn rồi. Đây mọi người. Đây vlog đang chào mấy anh em mình nha. Hình như không dạy lắm mình. Rồi chào anh em nha. Chào các đây. Rồi xin chào, cảm ơn. Ta đi vô trong kia đi. Đi ra sân bóng đi. Không, Tuấn nó gọi. Đây đang ra đây này. Ra đây đi. Ra chỗ kiến trúc. Rồi mấy anh vô đây anh chụp cho tấm. Rồi xong rồi bạn, xong rồi. Xong rồi. Rồi đang chờ thầy ra. Lên TikTok rồi nha. Tám ngàn người xem liền không? Mới đây chút xíu 8.000 người xem liền không? Chắc tới chiều này là 58.000 luôn không? Thầy đang trên đường đi ra cổng nha mọi người. Đi sau là bạn Hà. Tiếp theo là Lô Y Tiêm.
Không ơn. Lơ thì tiếc nhưng mà nó lơ ôi tiếc. Thằng làng. Hello, hello anh. Quan, Huế, Mèo. Ngon. Mèo răng mèo hết rồi. Mèo mèo. Bây giờ mèo mèo ghét nữa. Hòa, Hòa bó bò. Lưng đầu được mua lưới bà lấu. Rồi, Lương, Hoàng, à, Phương, Phái Phương không nhỉ? Phương, Đen Phương, Lan, Hoàn, Tuấn Thảo, họ Lương đấy. Này hai đứa này. Đây đây họ Lương này. Huyền. Tuấn Thảo, Huyền, à Mót và Hương 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 đấy. Và sau cùng là Duyên và Thư. Duyên và Giáng. Duyên Giáng Thư. Nhớ tiểu view cho cô áo xanh này nha. Đưa đi đu nó thả trứng nhá. Bạn Duyên là tiêu chuẩn 10 điểm rồi. Đúng rồi. Chơi nó phải cỡ đó chứ. Đó là một cái. Mã Lý. Đây. Đình Nguyên. Mã Khải, Nông Hành, Lô. Cái mốt là hẹn đồ mặc đồ chung sao mà cùng màu à? À, mặc áo cặp à? Đây, Vũ Hiền và Văn Anh. Anh Vân và đứng nắng chờ ngoài kia mình lên tạo ra. Mấy chị xếp xuống một hàng đi. À, xin chào Tính Vlog. Tính Vlog nha. Vlog chào mọi người nha. Tối nay về mỗi người like cho chịu like nhá. Rồi. Hai bên đi. Hai bên đi. Tương tác lên nhiều á. Sau đợt này tương tác nhiều và lượt xem nhiều đấy. Vừa hóp vừa cười đâu vất vả đúng không? Ôm mặt nhìn ngay sao không được rồi mấy chị súng vô Sophie tắm đi nam mấy tắm tự nhiên à à vậy hả đứng ngoài à đứng trai đẹp tí đâu rồi mình đâu rồi anh tin để im thôi em say mắt. Ok, kêu em mất đây. Có bảo ba đây chứ không bảo không có nha. Đây, có đây. Tấm này mới có giá trị. Anh, ở đây. Mọi người coi được không? Được, ở đây. Góc thư giãn riêng tư đang bằng bạc cái hợp lớp khó năm sau nha anh em. Không được hả? Không được em, hết pin nữa. Còn phải sắp xếp chụp hình gì? Không. Xin chào các bạn, đây là thầy mặc áo mặc nhanh nhanh này đang quay chút chứ không đâu không có quay được. Dám mày không? Hôm trước là có cái đoạn thay áo tập thể mà chỗ nào mà chưa thấy, nãy giờ chờ suốt để thay tập thể mà chưa thấy. Đây hỏi phú này mình đăng ký đầu tiên mà bảo thay tập thể chỗ nào sai mốt rồi sai sờ lờ lo mốt các bạn ơi anh sờ lờ anh đi quyên đâu rồi quyên này là lờ sờ hai cái rộng ràng đang phát áo này quyết đâu quyết áo gì áo sờ không có lờ không áo có lờ không xin báo với anh là tôi đã được một cái áo độc đắc. Đồ anh chỉ có mỗi lờ thôi chứ không có sờ. Là chơi cho câu lạc bộ Arsenal. Đó, anh được cái em. Ký hợp đồng là vừa rồi là hai năm thôi. Arsenal được bao trắng. Đây là anh. Anh biết là cái gì? Này anh ra mắt câu lạc bộ với bản hợp đồng kỷ lục 12 triệu đô đúng không? Trị giá 1 tỷ đô. Mới thay cho Ramos. Ramos Paris mà. Không phải là thay cho Benzema. Đi quay nãy giờ. Mình biết rồi chứ. 65 năm. Hôm nay tôi được nhận giải là kỷ niệm 15 năm ra trường. Hôm qua và đây là tôi sẽ năm nay tôi sẽ ký cho câu lạc bộ đó là tiểu học K04. Và giá trị chuyển giá trị chuyển nhượng đó là sẽ bên đồ 27 triệu đô, 20 triệu một tháng. Nhà tài trợ họ sẽ từ làm việc và sẽ nếu mà cảm thấy hợp với lương tôi sẽ nhận ra. Nhớ tổng thẻ của anh bây giờ là tới 18 con số rồi mà không biết đọc như thế nào. Nhớ là vua hiện tại là đang đóng băng. Vua phá lưới luôn nha. Là cái nhất. Phú ngày xưa hùa thép rồi chứ.
Ê, Quynh đừng vừa thép này, à? Cho anh thông mông. Anh biết là tiệm vừa này. Quynh cày máng này. Nếu mà nói đồ cày, Quynh cày máng này. Ông cày quá lắm. Ông cày là đẹp. Trời ơi, biết không? Là đá trung tâm này. Dạ. Bôn là cái này thôi. Bôn là hùng này đi. Bôn cắn. Quynh này, đá thẳng người này. Bôn là cái hùng này. Chạy. Bôn là dưới nó bá luôn. Bôn nó nước. Cái đòn cỏ vậy là nó dứt bóng vào chạy với kia chạy không lại. Bôn nó đụng dứt nó bá bây giờ. Ông ngày xưa nhớ giống kiểu Torres ấy. Thấy nó đồ Torres ấy. Ai thật. Bập bì, Simigol, Bập bì, Simigol. Em Fernando Torres nè. Hai, Quynh hai này, Quynh giống Fabinho của Liverpool. Bây giờ ông Thoại là ông đá vị trí nào này? Vô đây ông đá vị trí nào? Thoại tiền đạo đó. Tiền đạo à? Đá được hai trận mệt quá lăn đây đó, nằm gì như thế. Chạy chi nổi. Cả ban bây giờ hết ngày mà tao kêu thấy đá đạo với chuyện đó nghĩa là sân sân động. Muốn đánh lộn luôn đó. Buồn đá đạo cứ đòi quay lại đánh lộn không. Ơ đâu hả? Đá vào chân rồi, sao đá vào chân rồi, buồn lộn, giờ thì bỏ chạy rồi. Anh em nhờ tí. Nên siêu. Mới chưa con tối mà chân kêu đó. Mới tối qua mà đi của đó rồi. Tối mà ra chân kêu đó rồi. Đây là hết đây là bạn bên đây nha. Đây là bạn bên đây nha.